chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVI, hiện đơn vị này đang cung cấp các chương trình bảo hiểm cho công ty trực thăng miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam VNH. Trong đó PVI cung cấp hai đơn bảo hiểm là bảo hiểm thân trách nhiệm hàng không và bảo hiểm tai nạn cho tổ bay. Đơn bảo hiểm thân trách nhiệm hàng không được cấp bởi liên danh PVI, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Quân đội do PVI làm leader bảo hiểm cho toàn bộ đội tàu bay và trách nhiệm hàng không của VNH. Thời hạn bảo hiểm từ ngày 21 tháng 4 năm 2022 đến ngày 20 tháng 4 năm 2023. Doanh nghiệp đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái trực thăng với số tiền là 50.000 USD, tương đương 1,18 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 150.000 USD sẽ được đơn vị bảo hiểm chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định. Về phạm vi bảo hiểm gồm bảo hiểm trách nhiệm chung, giới hạn trách nhiệm chung cho cả tổn thương thân thể, thiệt hại tính mạng cho hành khách, tổn thất thiệt hại tài sản đối với bên thứ ba, 30 triệu USD trên sự cố. Bảo hiểm thân tàu bay Bell 505, 1.652.000 USD, mức miễn thường 5% giá trị tàu bay. Còn đối với đơn bảo hiểm tai nạn cho tổ bay, mức trách nhiệm 200.000 USD trên người được bảo hiểm. Về công tác đánh giá thiệt hại và giải quyết quyền lợi bảo hiểm, theo PVI, đối với bảo hiểm trách nhiệm chung, việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH đối với hành khách tử vong sẽ căn cứ theo thỏa thuận giữa VNH và thân nhân hành khách trên cơ sở, đánh giá số tiền yêu cầu bồi thường là phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tập quán quốc tế trong các trường hợp tương tự. Trước mắt, PVI đã tư vấn cho VNH có thể tạm ứng trước cho thân nhân hành khách một khoản tiền để chi trả cho các công việc liên quan trong khi tìm hiểu nguyện vọng cụ thể của gia đình. Đối với bảo hiểm thân tàu bay, việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm thân tàu bay sẽ được thực hiện sau khi có kết luận nguyên nhân tai nạn của cơ quan có thẩm quyền và VNH hoàn tất các chứng từ cần thiết theo quy định tại đơn bảo hiểm. Ngoài ra, đơn bảo hiểm cũng có điều khoản chi trả cho các chi phí tìm kiếm cứu nạn và các chi phí hợp lý khác để giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn trên cơ sở hóa đơn chứng từ hợp lệ. Hiện tại, VNH chưa có yêu cầu cụ thể về việc tạm ứng bồi thường thân tàu bay và các chi phí liên quan. PVI sẽ chi trả bồi thường cho VNH trong thời gian sớm nhất. Với hành khách, loại bảo hiểm mà VNH mua có sự khác biệt với bảo hiểm tai nạn cho phi công, được gọi là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng trực thăng với khách hàng. Như vậy, hãng bảo hiểm là đơn vị gián tiếp bồi thường cho khách hàng. Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam có trách nhiệm pháp lý với hành khách theo quy định của luật hàng không. Còn bảo hiểm PVI là bên đứng ra bảo hiểm cho trách nhiệm đó của công ty trực thăng miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam. Liên quan đến vụ việc hôm 5 tháng 4, trực thăng Bell 505 số đăng ký VN8650 của Tổng công ty trực thăng Việt Nam, viết tắt là VNH, cất cánh từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, gặp sự cố làm 4 hành khách và một phi công thiệt mạng. Thông tin ban đầu được biết, hợp đồng cho toàn bộ đội tàu bay và trách nhiệm hàng không của VNH có thời hạn bảo hiểm từ 21 tháng 4 năm 2022 đến 20 tháng 4 năm 2023. Đơn vị cung cấp các bảo hiểm này là liên danh gồm Tổng công ty bảo hiểm PVI, nhà bảo hiểm gốc, Bảo Việt và MIC. Chương trình bảo hiểm mà VNH mua gồm 3 loại: bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của VNH với hành khách và bên thứ ba, bảo hiểm thân tàu bay và bảo hiểm tai nạn cho phi công. Trong đó, bảo hiểm thân tàu bay có phạm vi bảo hiểm là hơn 1,65 triệu USD. Với phi công, Tổng công ty trực thăng Việt Nam đã mua bảo hiểm tai nạn có mức trách nhiệm 200.000 USD một người. Bảo hiểm PVI ngày 7 tháng 4 đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công 50.000 USD, tương đương 1,18 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan. Một lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm nói, loại bảo hiểm VNH mua cho phi công là bảo hiểm tai nạn con người, có quy định rõ phạm vi và mức chi trả trong hợp đồng với PVI. Do đó, hãng bảo hiểm có cơ sở để tạm ứng và chi trả nhanh chóng dựa trên những điều khoản này. Với hành khách, loại bảo hiểm mà VNH mua có sự khác biệt với bảo hiểm tai nạn cho phi công, được gọi là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng trực thăng với khách hàng. Có nghĩa là hãng bảo hiểm là đơn vị gián tiếp bồi thường cho khách hàng. Công ty trực thăng VNH có trách nhiệm pháp lý với hành khách theo quy định của luật hàng không. Còn bảo hiểm PVI là bên đứng ra bảo hiểm cho trách nhiệm đó của VNH. Theo hợp đồng, VNH đã mua bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của hãng với giới hạn trách nhiệm cho tổn thất của hành khách và bên thứ ba khác, tổng giá trị 30 triệu USD một sự cố.
Nhưng một chuyên gia bảo hiểm lưu ý, không nên hiểu 30 triệu USD này sẽ chia đều cho số hành khách của một sự cố mà cần theo quy định của luật hàng không. Lãnh đạo một doanh nghiệp bảo hiểm nói, theo Nghị định 97/2020, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng sức khỏe của hành khách là 128.821 SDR, tương đương khoảng 4 tỷ đồng tính tại ngày 11 tháng 4. SDR, quyền rút vốn đặc biệt, là đơn vị tiền tệ quy ước thường được sử dụng trong một số thỏa thuận về trách nhiệm vật chất của hãng hàng không với khách hàng. Ngoài ra, VNH cũng có trách nhiệm bồi thường cho người nhà hành khách các chi phí phát sinh như tìm kiếm cứu nạn, chi phí hồi hương. Tuy nhiên, để xác định được con số bồi thường cụ thể, còn phải chờ vào sự thống nhất giữa hãng trực thăng và người nhà hành khách. Việc thanh toán bồi thường này sẽ căn cứ vào thỏa thuận giữa VNH và thân nhân hành khách, dựa trên đánh giá số tiền yêu cầu bồi thường phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tập quán quốc tế trong các trường hợp tương tự. Theo chuyên gia, với loại bảo hiểm trách nhiệm pháp lý này, việc chi trả sẽ mất thời gian hơn do phụ thuộc vào đàm phán giữa doanh nghiệp trực thăng với người nhà hành khách. Sau khi hãng trực thăng và người nhà thống nhất được mức bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả. Trong thông cáo báo chí gửi đi ngày 7 tháng 4, liên danh bảo hiểm BVI, Bảo Việt, MIC xác nhận là nhà bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam. Trong đó, có máy bay trực thăng Bell 505 rơi trên Vịnh Hạ Long hôm ngày 5 tháng 4. Bảo hiểm BVI là nhà bảo hiểm gốc đứng đầu trong liên danh bảo hiểm. Tuy nhiên, đại diện nhà bảo hiểm này chưa đưa ra con số bồi thường cụ thể cho toàn bộ thiệt hại của vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng. Theo thông tin từ BVI, chương trình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng đối với hành khách và bên thứ ba, bảo hiểm tai nạn cho phi công. Với vai trò là nhà bảo hiểm gốc đứng đầu, bảo hiểm BVI ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tích cực phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam và các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm theo đúng quy định của hợp đồng bảo hiểm và pháp luật hiện hành. Bảo hiểm BVI cũng gửi lời chia sẻ sâu sắc tới gia đình các hành khách và phi công không may gặp rủi ro trong tai nạn. Mong các gia đình vững vàng, sớm vượt qua mất mát to lớn này. Cho đến khoảng 9 giờ 30 ngày 7 tháng 4, thông tin từ hiện trường tìm kiếm cứu nạn vụ trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 gặp nạn tại khu vực biển thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết đã tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 là bà Nguyễn Thị Hội, 60 tuổi, vợ của nạn nhân Hồ Tá Lực. Trước đó, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 4 nạn nhân được tìm thấy trong vụ trực thăng gặp nạn và đã tổ chức bàn giao cho nhân thân các gia đình lo hậu sự gồm Đại tá Chu Quang Minh, 59 tuổi, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, ông Hồ Tá Lực, 59 tuổi, bà Hồ Thị Oanh, 51 tuổi, em gái ruột ông Lực, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng, bà Phạm Thị B, 65 tuổi, trú tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong đó, thi thể Đại tá Chu Quang Minh đã được cơ quan chức năng khám nghiệm, xác định rõ danh tính và bàn giao cho gia đình vào chiều ngày 6 tháng 4. Đối với thi thể nạn nhân Hồ Thị Oanh, sau khi cơ quan chức năng thống nhất với gia đình đã tiến hành đưa đi hỏa thiêu tại đài hỏa táng An Lạc Viên, thành phố Hạ Long. Đối với thi thể nạn nhân Hồ Tá Lực và nạn nhân Phạm Thị B, cơ quan chức năng đã thống nhất với gia đình là di chuyển bằng đường bộ về quê nhà tại thành phố Đà Nẵng để tổ chức an táng theo nguyện vọng của gia đình. Công tác này được thực hiện vào đêm ngày 6 tháng 4 sau khi hoàn thiện việc hỏa thiêu thi thể nạn nhân Hồ Thị Oanh. Công ty Trực thăng miền Bắc là đơn vị trực tiếp phụ trách di chuyển thi thể và tro cốt của các nạn nhân bằng đường bộ về địa phương thực hiện nghi lễ an táng. Trước đó, cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cho biết, vào năm 2016, bảo hiểm BVI đã đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường 3,5 triệu đô la Mỹ trong vụ máy bay rơi tại Vũng Tàu. Cụ thể, sáng ngày 18 tháng 10 năm 2016, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện bay, Công ty Trực thăng miền Nam bị rơi tại Núi Dinh, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sau khoảng 15 phút bay huấn luyện. Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 3 phi công gồm 1 giáo viên và 2 học viên. Ngày 19 tháng 10 năm 2016, chiếc máy bay bị rơi và 3 phi công hy sinh đã được tìm thấy. Máy bay gặp sự cố là loại máy bay EC-130T2 sản xuất tại Pháp năm 2014, được sử dụng cho nhiều mục đích như huấn luyện, chở khách du lịch, tham quan từ trên cao, bay thám sát địa bàn, khảo sát các chương trình kinh tế tìm kiếm cứu nạn với tầm bay xa nhất 606 km. Với tư cách là nhà bảo hiểm gốc cho Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, bảo hiểm BVI đã hoàn tất các thủ tục có liên quan và chính thức giải quyết bồi thường bảo hiểm tổn thất toàn bộ thân máy bay cho máy bay trực thăng EC-130T2, số đăng ký VN-8632 bị tai nạn với số tiền bồi thường 3,5 triệu đô la Mỹ. BVI cũng từng tạm ứng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho gia đình 3 phi công hy sinh.
BVI là nhà bảo hiểm gốc cho toàn bộ đội bay của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam từ năm 2009, bao gồm các loại bảo hiểm như bảo hiểm thân máy bay, trách nhiệm dân sự đối với hành khách trên máy bay và trách nhiệm pháp lý đối với phi hành đoàn. Ngoài việc là nhà bảo hiểm chính cho Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, BVI còn là nhà bảo hiểm cho các hãng hàng không dân dụng tại Việt Nam, bao gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, nay là Pacific Airlines, Vietjet Air. Liên quan đến gói bảo hiểm tour tham quan Vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng, theo thông tin của một số đơn vị cung cấp tour trực thăng, hành khách có thể được bồi thường lên đến 30 triệu đô la Mỹ một vụ trong trường hợp máy bay gặp sự cố. Được biết, bảo hiểm trực thăng là loại hình bảo hiểm đặc biệt dành cho các hoạt động của máy bay cũng như những rủi ro xảy ra đối với khách hàng. Hầu hết đơn vị điều hành tour trực thăng đều ký kết với các đơn vị bảo hiểm chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Một đơn vị điều phối tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long cũng cho biết mức cam kết bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu đô la Mỹ một sự vụ. Mức bồi thường này dành cho tối đa 4 hành khách, trong đó không bao gồm phi công. Trước khi xảy ra thảm họa trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650 thuộc sở hữu Công ty Trực thăng Miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng bị mất tín hiệu lúc 17 giờ 15 phút ngày 5 tháng 4 tại vị trí giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Các ngư dân đã chứng kiến khoảnh khắc được cho là kinh hoàng lần đầu tiên họ gặp trong đời. Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Dân, 54 tuổi, trú tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết, ông và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ trực thăng rơi khiến phi công cùng 4 hành khách gặp nạn. Chiều ngày 5 tháng 4, ông và các ngư dân đang làm việc thì nghe tiếng nổ chói tai. Khi chưa kịp định hình được chuyện gì, ông Dân nhận được điện thoại của con trai đang đi câu ngoài biển. Bố ơi, ngoài này có máy bay rơi. Con trai ông Dân kể lại, chiếc máy bay trực thăng lao thẳng xuống biển rồi nổ tung. Các mảnh vỡ bắn khắp nơi, một chiếc dù nổi trên mặt biển. Ông Dân cũng nhớ lại thời điểm khi ông cảm thấy ám ảnh. Tôi liền hô hào các anh em khác đi xuồng ra. Chỉ 5 phút sau, tôi có mặt ở hiện trường đầu tiên. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phao nổi lên trên mặt biển. Gia đình ông Dân từng cứu sống nhiều nạn nhân bị tai nạn đuối nước, nên việc đầu tiên người đàn ông này nghĩ đến là tìm cách cứu sống nạn nhân. Ông Dân cũng cho biết thêm, tôi kéo nạn nhân lên nhưng nạn nhân không còn thở. Nhìn thương tích trên mặt, tôi đoán ông ấy bị va đập chứ không phải chết do ngạt nước. Tôi và các anh em khác buộc dây, kéo nạn nhân vào bờ rồi các mảnh vỡ cũng trôi theo sau. Sau đó, ông Dân gọi điện thoại thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời cùng người dân tiếp tục quay lại tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, thi thể nạn nhân thứ hai được ông Dân và các anh em khác tìm thấy, tiếp tục đưa vào bờ. Ông Dân về nhà, lấy tàu nghề có đèn cao áp, nổ máy cùng thợ lặn và lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Đến khi thi thể phi công được tìm thấy, lúc này tàu của ông Dân cạn dầu, ông và các thủy thủ khác mới về. Hơn 40 năm gắn với mặt biển, ông Dân cho biết đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất mà ông thấy. Đến giờ, người dân địa phương vẫn xôn xao về sự cố máy bay rơi này. Ông Dân nói, anh trai tôi nuôi thủy sản cách hiện trường khoảng 2 km, là người chứng kiến chiếc máy bay gặp sự cố trước khi rơi. Trước đó, máy bay bay quay 2 vòng trên núi rồi lượn ra biển, cắm đầu xuống nước, nếu rơi trên núi chắc không còn gì. Khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 6 tháng 4, thông tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nạn nhân thứ tư vừa được tìm thấy trong xác máy bay. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài. Thời điểm hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Trong đó, lực lượng biên phòng Quảng Ninh 46 người, biên phòng Hải Phòng 15 người, cảnh sát biển 18 người, quân chủng hải quân 38 người, trong đó có 9 thợ lặn, quân chủng 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!